Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chiều tối nay ngày 27 tháng 11 tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Nhật Bản đã diễn ra trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ cấp quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu Nhân chủ trì lễ đón. Ngày sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước cùng tiến hành hội đàm. Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Các hoạt động trao đổi đoàn, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được đẩy mạnh. Trong năm 2023, hai nước tổ chức gần 500 hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Có thể nói chưa bao giờ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước lại nhận được sự đồng thuận rộng rãi như vậy của nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, một nước công nghiệp phát triển hàng đầu với lợi thế về vốn, công nghệ và quản lý. Hợp tác trong các lĩnh vực viện trợ phát triển chính thức ODA, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, thương mại và du lịch đã mang lại hiệu quả và sẽ tiếp tục tạo ra những lợi ích to lớn cho cả hai nước. Hiện nay, tổng số người Việt Nam tại Nhật Bản lên tới khoảng nửa triệu người, đưa Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản. Người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại tất cả các tỉnh, thành phố của Nhật Bản, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu lao động của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điểm nhấn của năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam là chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Thái tử Akishino và Công Nương vào tháng 9 và chuyến thăm Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân. Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, tối nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đồng chủ trì họp báo quốc tế thông báo về kết quả hội đàm. Vui mừng tiếp đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Nhật Bản vào đúng năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Thủ tướng Kishida Fumio chia sẻ, từ khi trở thành nghị sĩ quốc hội, ông đã tham gia hoạt động trong Liên minh nghị sĩ Nhật-Việt và hầu như mỗi năm đều đến Việt Nam và có một mối duyên nợ rất sâu sắc đối với Việt Nam. Thông tin về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết hai bên đã trao đổi về định hướng quan hệ Nhật-Việt trong tương lai và đồng ý nâng cấp quan hệ hai nước. Theo đó, hai bên sẽ cùng xúc tiến hợp tác trong 4 lĩnh vực. Đối với lĩnh vực kinh tế, Việt Nam là đối tác cần thiết của Nhật Bản để hướng tới thực hiện sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Việt Nam cũng là cứ điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng của Nhật Bản. Hai bên sẽ cùng hợp tác để đồng sáng tạo các ngành công nghiệp tương lai như công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, cùng xúc tiến hợp tác và hỗ trợ về thiết bị quốc phòng và lĩnh vực giao lưu nhân dân. Nhật Bản và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế vì một thế giới bảo vệ tôn trọng con người, củng cố duy trì trật tự, tự do quốc tế trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị thân tình mà nhà vua, hoàng hậu và hoàng gia, Thủ tướng Kishida Fumio, chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thưa ngài Thủ tướng Kishida Fumio, thưa các bạn phóng viên Nhật Bản và Việt Nam, thưa quý ngài, tôi và ngài Thủ tướng Kishida vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Hai bên đã cùng điểm lại những thành quả và các bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc toàn diện của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong 50 năm qua. Đặc biệt, chúng tôi thống nhất cùng ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đây là sự kiện quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, đáp ứng lợi ích của hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước cho biết hai bên thống nhất những phương hướng lớn, chủ đạo của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Hai bên hoan nghênh các khoản vay ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong năm 2023 có thể vượt mốc 100 tỷ yên.
Đây là tiền đề quan trọng để hai nước duy trì và đẩy mạnh hợp tác ODA trong những năm tới, tập trung vào các lĩnh vực như kết cấu hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu và y tế. Chủ tịch nước cũng cho biết, hai bên khẳng định sự cần thiết của việc duy trì trật tự quốc tế tự do và rộng mở trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, nhất trí ủng hộ bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Nikai Toshihiro cùng các lãnh đạo Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide và một số nghị sĩ trong ban lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền. Tham dự cuộc tiếp còn có lãnh đạo một số địa phương, các tổ chức kinh tế Nhật Bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn các thành viên Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, đặc biệt là Chủ tịch Nikai, cảm ơn nguyên Thủ tướng Suga đã luôn quan tâm dành những tình cảm hữu nghị chân thành cho đất nước và nhân dân Việt Nam và có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả cho sự phát triển của quan hệ hai nước, khẳng định quan hệ hai nước có nhiều triển vọng để đạt được bước tiến vượt bậc hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Nikai Toshihiro và Liên minh nghị sĩ tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức nghị sĩ hữu nghị, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, lao động và du lịch. Chủ tịch Nikai, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide cùng các đại biểu nhiệt liệt hoan nghênh và bày tỏ xúc động được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Nhật Bản vào năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác, sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy dự án Đại học Việt-Nhật, biểu tượng của quan hệ hợp tác hai nước. Ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi, cũng đã thông tin với Chủ tịch nước về việc tỉnh Yamanashi vừa thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Quảng Bình, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai địa phương.